chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 2 là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Thay mặt những người làm chương trình, xin gửi tới các y bác sĩ, các cán bộ và nhân viên ngành y tế những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc đội ngũ thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục kiên cường trên tuyến đầu chống dịch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Và sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tiếp tục có công văn điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Huyện Kim Động làm tốt công tác tuyển quân, đẩy mạnh phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm vụ xuân. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2021, ngày 26 tháng 2, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến động viên tặng hoa chúc mừng cán bộ y bác sĩ ngành y tế Hưng Yên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ trong toàn ngành y tế của tỉnh. Trong bối cảnh hiện nay, khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế đã kịp thời tham mưu với chính quyền các cấp triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời luôn tiên phong trên tuyến đầu chống dịch, góp phần to lớn để Hưng Yên kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ y bác sĩ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19. Cũng trong ngày 26 tháng 2, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng một số đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Hương Hà. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tiếp tục làm tốt đúng theo quan điểm dự phòng tích cực chủ động. Các bệnh viện tiếp tục phát huy tiên phong đi đầu trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời xác định công tác phòng chống dịch là ưu tiên và lâu dài, không chỉ có dịch COVID-19 mà có thể còn dịch bệnh khác. Bệnh viện Đa khoa Hương Hà sớm hoàn thành phòng xét nghiệm COVID-19. Nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, ngày 26 tháng 2, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã đi thăm, động viên lực lượng làm việc tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Thành phố Hưng Yên có hai chốt liên ngành kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 tại cầu Yên Lệnh và cầu Hưng Hà. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy Phạm Huy Bình đã thăm hỏi về điều kiện làm việc, sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế trực tại chốt kiểm soát. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn vất vả và những hiểm nguy mà các lực lượng hàng ngày phải đối mặt. Bí thư Thành ủy Hưng Yên nhấn mạnh, việc duy trì hoạt động chốt kiểm soát dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đồng chí chúc các cán bộ chiến sĩ, nhân viên y tế làm việc tại các chốt kiểm soát sức khỏe tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngày 26 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 27 tháng 2 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch như sau. Các dịch vụ được hoạt động trở lại, dịch vụ cắt tóc, gội đầu, spa, gym, yoga và hoạt động tập luyện thể thao ngoài trời nhưng phải đảm bảo yêu cầu giãn cách và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập danh sách khách hàng, tên, địa chỉ, số điện thoại, thời điểm sử dụng dịch vụ để thực hiện công tác phòng chống dịch khi cần. Người từ vùng không có dịch thuộc tỉnh ngoài vào tỉnh làm việc phải thực hiện khai báo y tế, cài đặt Bluezone, tự theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo quy định.
khuyến cáo cán bộ công chức viên chức người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh tạm thời không đi tham quan du lịch việc riêng ra ngoài tỉnh. Trường hợp cần thiết phải đi thì cán bộ công chức viên chức người lao động báo cáo thủ trưởng cơ quan đơn vị, người dân thông báo cho trưởng thôn tổ dân phố nơi cư trú, người đứng đầu cơ quan đơn vị trưởng thôn tổ dân phố chịu trách nhiệm quản lý cán bộ công chức viên chức người lao động và người dân của cơ quan đơn vị địa phương mình. Những nội dung không quy định tại công văn này thì thực hiện theo văn bản liên quan trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng. Trước đó cũng trong ngày 26 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có công văn số 375 về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 1 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, việc kết thúc phong tỏa vùng dịch COVID-19 tại Yên Phú, kết thúc giãn cách xã hội hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu đã đưa tỉnh Hưng Yên trở lại trạng thái an toàn và ổn định hơn. Đạt được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và sự đồng thuận tích cực vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương cùng người dân. Để có cái nhìn toàn cảnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong đợt dịch thứ 3, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp của nhóm phóng viên thời sự. Đợt dịch thứ 3 trên cả nước bắt đầu từ tỉnh Hải Dương ngày 25 tháng 1. Ngày 28 tháng 1, Hưng Yên có 2 trường hợp F1 đầu tiên ở xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào. Ngay lập tức, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành công điện số 199 yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ, kích hoạt lại tất cả hệ thống phòng chống dịch, tạm dừng các hoạt động đông người, đi trước một bước trong phòng chống dịch. Ngày 31 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ Tết sớm một tuần. Tôi đề nghị tất cả các ngành các cấp chúng ta đẩy nhanh hơn một cấp. Chúng ta xác định như thế để chúng ta vào cuộc tích cực. Nâng cao hơn một mức các biện pháp phòng chống dịch, ngày 3 tháng 2, Hưng Yên dừng hoạt động tất cả các cơ sở dịch vụ không thiết yếu như nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, cắt tóc, phòng gym. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định phong tỏa, cách ly khi có ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn. Tỉnh Hưng Yên thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 10 huyện, thị xã, thành phố. Buổi chiều ngày 8 tháng 2, tức ngày 27 Tết Nguyên đán Tân Sửu, Hưng Yên ghi nhận 2 trường hợp dương tính với COVID-19 là bệnh nhân 2062 và 2063 ở thôn Từ Hồ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Ngay trong đêm ngày 8 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đã họp với các ngành chức năng và huyện Yên Mỹ để có những biện pháp cấp bách ngay trong đêm kịp thời ứng phó với những diễn biến mới của dịch COVID-19. Ngày 9 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh họp khẩn với 10 huyện, thị xã, thành phố. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và phát biểu chỉ đạo. Hưng Yên của chúng ta năm 2021 và những năm tiếp theo có thể phát triển được như năm 2020 hay không? Câu hỏi phụ thuộc chủ yếu vào chúng ta có giữ an toàn cho các cái khu cụm công nghiệp hay không? Cùng ngày, tỉnh ủy ban hành chỉ thị 06, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị 06 về việc thực hiện phong tỏa xã Yên Phú, giãn cách xã hội huyện Yên Mỹ, Khoái Châu từ 0 giờ ngày 10 tháng 2. Liên tục trong các ngày Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo như hướng dẫn người dân về quê đón Tết, khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan đến một số ca F0 ở vùng dịch Hải Dương, yêu cầu tăng cường rà soát, xét nghiệm cho người trở về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ngày 15 tháng 2, tức mùng 4 Tết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đóng cửa tất cả các di tích, tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Công nhân tỉnh ngoài phải ít nhất một lần âm tính mới được vào nhà máy, kinh phí do doanh nghiệp trả, cán bộ, công chức viên chức ra tỉnh ngoài phải xin phép. Ngày 19 tháng 2, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại huyện Phù Cừ, Ân Thi, thị xã Mỹ Hào. Ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ tỉnh ủy họp bàn về công tác phòng chống dịch, yêu cầu tiếp tục đi trước một bước. Ngày 24 tháng 2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh họp đánh giá tình hình tại xã Yên Phú trước thời hạn 14 ngày phong tỏa. Ngày 26 tháng 2, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, khu vực xã Yên Phú được gỡ bỏ phong tỏa sau 17 ngày. Hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu cũng được kết thúc giãn cách xã hội. Hưng Yên đã dập được dịch COVID-19 và đưa Hưng Yên ở cái trạng thái an toàn. Mặc dù vậy, xác định là luôn luôn không được chủ quan,
lơ là để đảm bảo thứ nhất là dịch bệnh không tiếp tục quay trở lại Hưng Yên, đảm bảo sức khỏe cho người dân và đảm bảo phát triển mục tiêu kép và đặc biệt là đảm bảo an toàn trong việc bầu cử trong thời gian tới. Như vậy, sau trong một tháng, Hưng Yên đã ngăn chặn được dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm đi trước một bước, nâng cao hơn một mức so với tình hình chung đã góp phần quan trọng để Hưng Yên ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh, đồng thời ổn định tình hình mọi mặt để duy trì, phát triển sản xuất, thực hiện mục tiêu kép. Đặc biệt là chúng tôi cho các cháu nghỉ học trước một tuần, các cháu được nghỉ trước khi mà bệnh nhân 2060 trở về Hưng Yên ăn Tết thì gọi là các cháu không bị lây nhiễm. Điều đó rất là cái do công tác của chúng tôi nó đẩy nhanh một bước và khẩn trương. Cái việc đó thì nó giảm thiểu rất nhiều cái việc là phòng chống Covid. Nếu không cho các em nghỉ học thì tôi cho là dịch bệnh sẽ xâm nhập vào trong nhà trường. Lúc đó thì dịch bệnh bùng phát, lây lan trong cộng đồng rất nguy hiểm. Trong đợt dịch thứ 3, nhờ tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với chủ động phòng chống dịch. Ước 2 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp của Hưng Yên vẫn tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách ước đạt gần 2.600 tỷ đồng, đạt gần 20% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 tạm thời được đẩy lùi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Xin cảm ơn các lực lượng tham gia chống dịch, chúc mừng và cảm ơn nhân dân xã Yên Phú cũng như nhân dân toàn tỉnh đã đồng thuận thực hiện các biện pháp chống dịch để Hưng Yên được trở lại trạng thái an toàn. Rất mong toàn thể người dân Hưng Yên tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trong phòng chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, trong những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ luôn được các cấp ủy đảng chính quyền huyện Kim Động quan tâm thực hiện, bảo đảm chất lượng, đạt các chỉ tiêu giảm. Sinh ra và lớn lên tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, chàng thanh niên 18 tuổi Phạm Thanh Bình luôn có nhận thức về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Khi biết thông tin về thực hiện khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021, mặc dù vẫn đang đi học nghề, nhưng Bình đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Từ nhỏ thì em đã có ước mơ là được trở thành một người lính. Khi vào trong quân đội, em sẽ cố gắng rèn luyện bản thân, cả thực hiện tốt nội quy, quy định của quân đội đề ra. Cũng như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện, công tác tuyển quân tại xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động gặp không ít khó khăn do số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi học, đi làm trong các công ty, doanh nghiệp, đi làm ăn xa vắng mặt tại địa phương tiếp tục tăng. Để đảm bảo chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 của xã là 14 tân binh, xã Nghĩa Dân đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành chỉ tiêu. Từng làm tốt công tác tuyển quân thì chúng tôi tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, đặc biệt về luật nghĩa vụ quân sự, chế độ ra làm sao và cái quyền lợi của mình như thế nào, động viên anh em sẵn sàng lên nhập ngũ. Và chúng tôi cũng có biện pháp đối với những công dân không chấp hành. Với sự tích cực chủ động trong lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy chính quyền, cũng như ý thức trách nhiệm cao của mỗi công dân đối với Tổ quốc, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021 của huyện Kim Động đã hoàn thành với 204 công dân đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia nhập ngũ. Trong đó có 185 công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo diện quân đội và 19 công dân đủ điều kiện nhập ngũ theo diện công an. Đối với công tác chuẩn bị thì chúng tôi đã tiến hành chuẩn bị các cái phương án tổ chức cái lễ giao quân ở ngoài trời và trong hội trường. Và đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch thì đã xây dựng cái kế hoạch hiệp đồng với lại trung tâm y tế huyện để triển khai cái công tác chuẩn bị, triển khai thông báo cho các cơ sở là hạn chế tối đa cái việc đưa tiễn công dân lên khu vực tổ chức lễ giao quân. Ở khu vực giao quân thì chúng tôi bố trí bảo đảm đúng cái giãn cách theo quy định của Bộ Y tế. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của công tác quân sự quốc phòng địa phương. Làm tốt công tác tuyển quân góp phần củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm và bệnh tả lợn châu Phi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, để bảo vệ đàn vật nuôi, ngành chuyên môn, đặc biệt là người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đang chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động có 40 thành viên, chuyên nuôi vịt lấy trứng và ấp nở con giống cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Do tổng đàn vật nuôi lớn, dao động từ 60 đến 100.000 con vịt, thời kỳ cao điểm lên tới 170.000 con, nên để bảo vệ đàn gia cầm trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngoài chú trọng ổn định thị trường bao tiêu sản phẩm, các thành viên còn đặc biệt đẩy mạnh các biện pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Thứ nhất là về khâu chọn lựa con giống thì vẫn đã chọn lựa rất là kỹ ở các cái công ty mà người ta sản xuất con giống đủ điều kiện. Thứ hai là phòng bệnh thì chúng tôi là yêu cầu các thành viên đảm bảo về cái khâu coi như là tiêm vaccine, thường xuyên là phải coi như là rắc vôi khử khuẩn vùng quanh trại, cho con vịt ăn uống nó đầy đủ các cái chất để nó có cái sức đề kháng cái bệnh ạ. Nhận thấy dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh, nên ông Tường Duy Toản đã xây dựng trang trại chăn nuôi lợn ra xa khu dân cư, duy trì hàng tháng với tổng đàn gần 3.000 con, đồng thời áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như hạn chế người ra vào chuồng trại, tăng cường chế độ nuôi dưỡng, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và chủ động các biện pháp khử trùng tiêu độc. Nhờ đó đã ngăn chặn kịp thời dịch bệnh và ổn định tình hình chăn nuôi. Để phòng chống được những cái dịch bệnh xâm nhập vào thì phải nâng sức đề kháng của đàn lợn bằng cách là cho ăn điện giải C và các chất bổ để tăng cái lượng dinh dưỡng cho vật nuôi, nghiêm cấm người lạ ra vào khu trang trại là tuyệt đối. Hiện toàn tỉnh đã phát triển và nâng tổng đàn lên trên 400.000 con lợn và trên 7 triệu con gia cầm. Đầu năm, thời tiết thường có mưa xuân, độ ẩm không khí cao là điều kiện cho mầm bệnh phát sinh và lây lan. Để bảo vệ đàn vật nuôi, các hộ cần chủ động các biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng và áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y. Giai đoạn từ xuân sang hè, thời tiết nó đột ngột thay đổi, ảnh hưởng không tốt đến cái sức khỏe của đàn gia súc gia cầm. Bà con cần phải tăng cường cái việc che chắn chuồng trại, kiểm tra nhiệt độ trong chuồng nuôi, thực hiện cái việc mua con giống từ những cái cơ sở về an toàn dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, thôn Ngải Tương, xã Đình Tù là một trong hai khu dân cư được chọn làm điểm xây dựng nông thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Văn Lâm. Mới đây, thôn Ngải Tương đã được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Ngải Tương hôm nay đang đổi thay mạnh mẽ, giao thông nông thôn phát triển, nhà ở kiên cố, các công trình dân sinh được đầu tư đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Đó là những cảm nhận đầu tiên khi về Ngải Tương, nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Độc lập đầu tiên của huyện Văn Lâm. Để có được thành quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy trong phong trào xây dựng nông thôn mới là sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Chúng tôi như thế là quyết tâm là phá nhà, thế rồi phá hai tường để mà mở đường rộng để nhân dân đi lại cho thoải mái. Trước kia thì dân làng đi lại khổ lắm, nhưng bây giờ thì phải nói rằng là tuyệt vời luôn. Toàn dân là hiến đất rồi làm đường. Gia đình của tôi đây thì phải phá tường, phá cổng, rồi là chặt cây cổ thụ ra này, hai cây cổ thụ ra để rồi là hiến vào đất để làm đường. Để khơi dậy sức dân, chi bộ thôn Ngải Tương đã có nhiều cách làm hay trong việc tuyên truyền vận động từng hộ gia đình tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay người dân đã hiến hơn 700 mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, ủng hộ 250 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân ủng hộ khoảng 8 tỷ đồng để xây dựng trường tiểu học. Đến nay, 100% đường giao thông trong thôn được bê tông hóa, toàn bộ hệ thống rãnh thoát nước trong thôn được đậy nắp, bảo đảm vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Về phát triển kinh tế, hiện nay trên địa bàn thôn, các ngành nghề dịch vụ như vận tải, xây dựng nhà trọ mang lại thu nhập khá cho người dân. Cùng với đó, người dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh liên kết ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là trồng cây ăn quả. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 54 triệu đồng trên một năm. Với những kết quả trên, cuối năm 2020, thôn Ngải Tương được công nhận là khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Muốn giữ được nông thôn mới nâng cao này, yêu cầu trong thời gian tới là mọi nhân dân và cán bộ thôn nhà luôn luôn phải quyết tâm phấn đấu hơn nữa, nhất là trong việc ra nghị quyết đi đôi với việc thực hiện nghị quyết để cho toàn thể nhân dân thực hiện
hiểu biết được và thực hiện. Phát động mọi người, kể cả nhân dân trong thôn cùng tham gia tích cực ủng hộ tất cả các phong trào, kể cả huy động người nhân lực, vật lực. Trong không khí của những ngày đầu tuần, tin tưởng rằng với sự đoàn kết thống nhất cao, chi bộ và nhân dân thôn Ngải Xương sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp để xây dựng nên bức tranh làng quê ngày một thêm sầm uất, phát triển. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với phần tin quốc tế. Sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 vừa qua, quân đội Myanmar đã tiến hành thay thế một loạt các vị trí quan trọng trong chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Tuy nhiên, chính quyền quân sự của Myanmar dường như đã quên mất vị đại sứ Myanmar tại Liên Hợp Quốc, ông Kyaw Moe Tun. Và vì đại sứ này đã không bỏ lỡ cơ hội để kêu gọi thế giới cứu lấy đất nước Myanmar ngay tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 26 tháng 2 vừa qua. Trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Kyaw Moe Tun đã đứng về chính phủ dân sự Myanmar. Ông nhấn mạnh kết quả cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020 đã phản ánh đúng ý nguyện của người dân. Không ít lần đại sứ Myanmar nghẹn ngào khi nhắc đến tình cảnh của nước nhà và khẩn thiết khi kêu gọi sự giúp đỡ từ quốc tế để chấm dứt ngay lập tức cuộc đảo chính quân sự, ngăn chặn đàn áp người dân vô tội, trả lại quyền lực nhà nước cho người dân và khôi phục nền dân chủ. Những tràng pháo tay đã vang lên tại phòng đại họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi ông Kyaw Moe Tun kết thúc bài phát biểu. Cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Myanmar đã kêu gọi các nước không công nhận chính phủ quân sự Myanmar và làm mọi cách có thể để khôi phục nền dân chủ ở quốc gia này. Lại thêm một vụ bắt cóc học sinh vừa xảy ra tại Nigeria với nạn nhân là hơn 300 nữ sinh ở miền Tây Bắc nước này. Và đây là vụ bắt cóc thứ hai trong vòng hơn một tuần qua. Và thời điểm này thì vẫn chưa có nhóm nào nhận đứng sau vụ việc. Theo báo cáo, hơn 300 nữ sinh của một trường học tại bang Zamfara ở miền Tây Bắc của Nigeria đã bị mất tích trong vụ bắt cóc xảy ra vào chiều 26 tháng 2. Trước đó, các tay súng đã sát hại một học sinh trong vụ tấn công vào một trường nội trú ở bang Niger và bắt cóc 42 người, trong đó có 27 học sinh. Các con tin đến nay vẫn chưa được trả tự do. Nhiều nhóm phiến quân đang hoạt động mạnh ở miền Bắc Nigeria khiến tình hình bạo lực và mất an ninh gia tăng. Các vụ tấn công vũ trang vào trường học, bắt cóc học sinh đòi tiền chuộc diễn ra thường xuyên hơn. Ngày 26 tháng 2, chính phủ Nhật Bản đã quyết định dỡ bỏ trước thời hạn tình trạng khẩn cấp vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở 6 trong 10 tỉnh thành đang áp dụng tình trạng này. Tình trạng khẩn cấp sẽ được dỡ bỏ do tình hình dịch bệnh ở các địa phương này đã cải thiện rõ rệt. Ngày 25 tháng 2, nước này chỉ ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm mới, giảm mạnh so với mức đỉnh là hơn 7.800 ca vào ngày 8 tháng 1. Đáng chú ý, với hơn 340 ca ở Tokyo, đây là ngày thứ 19 liên tiếp số lượng ca nhiễm mới ở thủ đô của Nhật Bản dưới ngưỡng 500. Nhưng Tokyo vẫn tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp cùng 3 tỉnh thành khác. Hàn Quốc vừa chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID-19 bằng vaccine của hãng AstraZeneca. Chiến dịch được coi là bước đi đầu tiên mang hy vọng giúp Hàn Quốc sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Những liều vaccine AstraZeneca đầu tiên đã được bắt đầu tiêm cho 5.266 nhân viên viện dưỡng lão và một số bệnh nhân tại 213 cơ sở chữa bệnh trên khắp đất nước vào 9 giờ sáng ngày 26 tháng 2. Quy mô của chiến dịch này được thực hiện với khoảng 52 triệu người. Hàn Quốc cũng công bố mục tiêu đầy tham vọng, đó là giúp 10 triệu người có hệ thống miễn dịch với virus SARS-CoV-2 vào tháng 7. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tuyên bố El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Trung Mỹ được WHO công nhận là không còn bệnh sốt rét trên lãnh thổ của nước này. El Salvador là quốc gia thứ 3 tại châu Mỹ đạt được thành tựu trong việc xóa sổ bệnh sốt rét sau Argentina và Paraguay, lần lượt được WHO công nhận vào năm 2018 và năm 2019. Trong khi đó, ở cấp độ toàn cầu, mới chỉ có 38 quốc gia xóa sổ được căn bệnh truyền nhiễm này. Để được WHO công nhận không có dịch sốt rét, một đất nước phải trải qua 3 năm liên tiếp không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm bệnh nào. Nhờ chương trình tích hợp giữa các phương thức vận tải công cộng, thủ đô Jakarta của Indonesia vừa giành giải thưởng giao thông vận tải bền vững năm 2021. Thời gian qua, Jakarta đã không ngừng nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện hệ thống giao thông công cộng, trong đó có việc triển khai tích hợp hệ thống xe buýt nhỏ với hệ thống vận tải xe buýt nhanh Jakarta. Thủ đô của Indonesia còn xây dựng hệ thống thanh toán cho phép người dân có thể linh hoạt sử dụng bất cứ phương tiện công cộng nào hay chuyển từ phương tiện này sang phương tiện khác với giá cố định trong vòng 3 giờ. Giao thông vận tải bền vững là giải thưởng thường niên được trao cho các thành phố thể hiện cam kết, ý chí chính trị và tầm nhìn trong lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển đô thị bền vững. Jakarta là thành phố đầu tiên ở Đông Nam Á đoạt giải thưởng này sau khi đánh bại các thành phố lớn trên thế giới. Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin, hai tỷ phú tự thân ở nước này vừa cam kết sẽ dành một nửa tài sản trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ để làm từ thiện.
Tỷ phú Kim Bum-soo, nhà sáng lập ứng dụng nhắn tin lớn nhất Hàn Quốc KakaoTalk, trong tháng này tuyên bố sẽ dành hơn một nửa số tài sản trong tổng số 9,6 tỷ đô la Mỹ của mình để giải quyết các vấn đề xã hội. Không lâu sau, tỷ phú Kim Bong-jin, nhà sáng lập ứng dụng giao đồ ăn nổi tiếng, cũng trở thành người Hàn Quốc đầu tiên tham gia cam kết dành phần lớn tài sản cá nhân để làm từ thiện. Khác với những người thừa kế của các gia tộc giàu có ở Hàn Quốc, họ đều là những tỷ phú tự thân, xuất thân từ các gia đình thuộc tầng lớp lao động. Hiện cả hai người chưa tiết lộ thời gian hiến tài sản làm từ thiện, cũng như những tổ chức có thể nhận được số tiền từ thiện đó. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian.